Đây là bài tập đọc thứ 16. Hãy đọc to từ số 1. How? Số 2. How much is it? Số 3. Ở đây, các chữ in nghiêng là tên một vở kịch. Our town. Số 4. Cap and gown. Hãy thử đọc số 5. Hai con chữ "ở" oh. đi liền nhau, biểu thị một âm ngắn hơn. Let's look around. Let's look around. Số 6. The clown fell down. Số 7. We want to leave now. Hãy đọc số 8. Nhớ các âm khác nhau do con chữ "o" oh. biểu thị. We want to go to East Street. Hãy đọc lại từ cuối cùng trong số 8. Street. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 9 strap Từ số 10 Traps Bây giờ, bạn hãy đọc số 9 và số 10 liền nhau. Strap Traps Strap Traps Hãy đọc từ số 11 Stop. Số mười hai. He can stop at this spot. Số mười Stand still. bốn. Do you speak Spanish? số mười lăm he's spry tất cả các từ trong số mười sáu đều được giới thiệu trong loạt bài này hãy thử đọc câu này are the stores open are the stores open số mười bảy Three strikes, you're out. Three strikes, you're out. Sumitam The stray cat can stay with us. Sumitin Trust me. số 20. Trick or treat. Bài tập đọc thứ 16 đến đây là hết.